chào tất cả mọi người. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở nhà, đang thực hiện đốt cái MV Cô Có Ai Quên Tôi. Thì hôm nay là một cái ngày nghỉ nên là tôi có bỏ thời gian ngày nghỉ ra để dựng nốt cái MV Cô Có Ai Quên Tôi này. Thì tôi rất là đen đủi, rất là không may khi mà hôm qua cái phần mềm làm phim đã hết hạn. Thế thành ra là cứ mày mò mãi, tìm phần mềm crack mãi từ hôm qua tới giờ, tức là từ 8 giờ mãi đến tận 12, gần 1 giờ đêm hôm qua mới tìm thấy cái phần mềm đấy. Và bắt đầu mới cài đặt, và bắt đầu thực hiện dựng, và bắt đầu lúc bắt đầu dựng là 2 giờ. Thì cho đến tận bây giờ là gần xong, cho đến khi mà tôi ngủ quên mất chứ. Lúc mà máy tính nó sập buồn nên là tôi bật lại, nên là tôi ngủ quên mất. Thế là bây giờ có nghĩa là bây giờ phải đến tận 8 giờ mới xong. Bây giờ là 8:44 rồi, tức là 8 giờ tôi mới xong. Tôi vừa thực hiện dựng xong MV rồi. Thì cái MV này ra, tôi là người chữ Mỹ, là một người chữ Mỹ, nhưng mà nhiều người hỏi tại sao chữ Mỹ đi làm Cô Oai làm gì. Thì thực ra thì tôi có những cái lý do làm về Cô Oai là bởi vì có rất nhiều bạn ở Cô Oai ủng hộ cho tôi nhỉ. Ngoài ra thì đặc biệt là tôi thấy rất là đẹp, không quay để tiếc lắm, không có những cảnh quay ở đây thì tôi cảm rất là tiếc. Và đặc biệt là khi tôi đi đâu thì tôi nhìn thấy những cái gì mà tôi thấy đẹp mà tôi không quay tôi tiếc lắm. Mà đặc biệt là ở Cô Oai đây có những nơi như là chùa Thầy chẳng hạn, so những nơi mà rất là đẹp, không quay thì cũng hơi tiếc, nên là tôi đã quyết định làm cái MV với Cô Oai. Cô Oai với tôi không phải quê của tôi, nhưng mà tôi cứ đặt nơi như vậy. Ai thích hát thì có thể là lấy cái bài đấy là Cô Oai với tôi của mình. Thì cho đến bây giờ thì cũng mới dựng xong, cũng mới xuất ra video xong, và tôi sẽ cố gắng trong 1 đến 2 ngày nữa, có thể là vào đầu tuần sau, thứ hai tuần sau tôi sẽ up bài Cô Oai Quên Tôi lên, và rất mong mọi người sẽ thực hiện, mọi người sẽ subscribe kênh, tức là đăng ký kênh trên YouTube, cũng như là like hay là chia sẻ, để cho đặc biệt là những người Cô Oai, đặc biệt là tất cả mọi người luôn đấy, sẽ cùng chia sẻ ủng hộ cho tôi. Cô sẽ cố gắng làm sao có những cái có thể là lần này chữ tốt thì mọi người sẽ đưa ra những cái nhận xét ở trên dưới comment chẳng hạn, thì đưa ra những nhận xét và tôi sẽ cố gắng tôi sẽ phú cho thân mật nhé. Tôi sẽ cố gắng để làm sao có cái những cái sản phẩm nghệ thuật tốt nhất, từ phim cho đến âm nhạc, rồi là cho đến những cái gì liên quan đến nghệ thuật hay ảo thuật cũng thế, cố gắng có những cái sản phẩm làm sao tốt hơn, đặc biệt là về âm nhạc này. Thì rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho cái MV Cô Oai Quên Tôi này. Mặc dù đây là một ca khúc viết dưới một thể loại rap thôi, nhưng mà mình rất là mong mọi người sẽ ủng hộ cái thể loại rap này, yêu thích cái thể loại rap này. Rất cảm ơn mọi người đã xem video, xin thành cảm ơn.